của chương trình. Chú Dũng xin gửi lời chào đến tất cả khán giả đang xem chương trình. Thực ra thì Dũng không biết là với mọi người như thế nào, thì Dũng đã từng nói với mấy em diễn viên hoặc là bạn bè, tất cả nhiều lắm, gặp ai Dũng cũng nói là đến nỗi mà mấy đứa em, đến nỗi mà mấy đứa cháu hay đứa bạn vậy, nó gặp Dũng nó rất là sợ. Tại vì sao? Mỗi lần gặp Dũng là sao mày mập vậy, sao mày nhìn thấy ghê vậy, sao để ốm o gầy mòn vậy, sao tự nhiên để bụng to béo, rồi nói chung là rất là nhiều cái mà mình có thể lôi cái khuyết điểm của người ta ra để mà mình nói. Mình biết là nhiều khi mình nói như thế thì sẽ làm cho các em nó tự ái và nó sẽ có cái mặc cảm về cái ngoại hình của mình. Nhưng mà cuộc sống thì đôi khi mình chấp nhận để người ta có thể nhìn mình dễ một cái góc phiến diện nào đó, nhưng mà mình sẽ giúp ích cho người ta lâu dài. Tại vì Dũng không có nghĩ một cái đường ngắn mà Dũng nghĩ cho con người ta là một cái đường dài. Tại vì sao? Trong cuộc sống ngày hôm nay, nếu chúng ta không tự bảo vệ lấy mình, chúng ta không tới phòng gym, chúng ta không tập và chúng ta không ra công viên để tập thể thao, thì chúng ta chỉ có còn một cái con đường là chúng ta sẽ trở nên một cái người thực dụng. Và cái người như thế thì các bạn biết, lúc khi mà mình có một cái đống tiền ở bên cạnh, mình có một cái số tài khoản rất là nhiều, nhưng mà nhìn lại thân hình mình thì sơ sát, hoặc là mình đã quá to, quá khổ, và lúc đó thì bên cạnh đó chúng ta sẽ mang theo một số bệnh rất là nhiều. Chỉ có gym hoặc là chúng ta bước ra ngoài công viên, chúng ta chạy bộ, thì sao? Khi mà chúng ta tập đó, thì mồ hôi nó tiết ra, và đó là một cách giúp chúng ta ngăn ngừa rất là nhiều bệnh. Bên cạnh đó có bệnh ung thư. Đối với Dũng thì thực ra thì Dũng cũng đã có từng nói một cái điều là như thế này. Trong cuộc sống quan trọng nhất mình làm được những cái gì mà mình đam mê, mình thích, cho dù nó mang lại cho mình một ít thôi, một ít tiền thôi, đủ để mình sống hàng ngày thôi, nhưng mình rất là hạnh phúc. Mình hạnh phúc hơn rất nhiều người là tại sao? Mình sống được cái đam mê của mình, và mình được thực hiện cái đam mê của mình, và cái đam mê của mình nó đem lại cái đồng tiền cho mình. Không cần nhiều đâu. Thì Dũng như nói là thí dụ như một ngày có thể kiếm 10 đồng, nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần kiếm 5 đồng thôi. Còn 5 đồng đó thì cái khoảng thời gian đó thì Dũng sẽ có một cái khoảng thời gian để mà mình vào phòng gym, hoặc là có thể là chạy bộ ở ngoài bờ biển hay là công viên cũng được. Mình phải dùng cái ý chí của mình chứ không phải là dùng sức khỏe nữa. Tại vì tập gym á, đôi khi chúng ta không phải dùng sức khỏe, không phải dùng đam mê nữa, mà dùng ý chí nhiều. Không, Dũng đang nói riêng về phía Dũng thôi. Còn nếu như các vận động viên hay những người mà yêu gym á, thì người ta sẽ dùng cái đam mê của mình để tập. Nhưng mà riêng diễn viên á, thì có một cái đam mê riêng rồi. Nhưng mà cái gym nó giúp cho mình để giữ cái cơ thể thật là khỏe. Với thứ hai nữa, giữ một cái body nó cân đối, nó không có quá ốm, không quá gầy. Tập như thế nào? Thí dụ như có những người nói là một ngày tôi tập 2 tiếng, nhưng mà cái thời gian để ở trên máy, để trên những cái trên tất cả mình tập á, là gom lại được bao nhiêu phút. Với Dũng á, thì nó khi mà bước vào phòng gym thì cái chuyện mà để nói chuyện với người khác á, thì nó hoàn toàn là không có. Tại vì cái thời gian nó rất là ít, mình phải tận dụng cho nó. Tại vì cái bài như bài Dũng á, thì Dũng có một cái phương cách tập khác, là có thể là nó cũng không đúng lắm so với cái chuyên môn của cái những đồng tác gym, nhưng mà nó được nói vậy là Dũng cần cái sự dẻo dai. Chẳng hạn như đu xà thì Dũng thường xuyên là cái bài tập đó là nó gắn liền với Dũng trong suốt những năm qua, để mà mình duy trì cái độ dẻo dai. Tại các bạn cũng biết á, khi mà càng lớn tuổi á, thì cái sức khỏe của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Với Dũng như thế này, Dũng thực sự là Dũng không có lời khuyên gì, nhưng mà Dũng muốn là tất cả những khán giả mà yêu thương Dũng á, Dũng hay live stream, Dũng hay nói về vấn đề sức khỏe cũng như là ăn uống. Mọi người cứ nghĩ là mình giảm cân mình sẽ không bao giờ ăn cơm. Cơm có nhiều tinh bột, nhưng mà đó là một cái sự thật sự là Dũng nghĩ đó là một cái sai lầm. Sai lầm rất là lớn. Tại vì sao? Các bạn có biết không? Bây giờ thí dụ điển hình Dũng đưa đi, những người khuôn vác, những người xe ôm, những người làm ruộng, làm nông, như ngày xưa gia đình Dũng đã từng làm, một ngày ăn mấy tô cơm luôn, có mập không? Không bao giờ mập, đúng không nào? Tại vì sao? Người ta lậu đồng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta ăn như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như là cơm, tất nhiên là chúng ta phải ăn rồi, mà chỉ cần ăn nửa chén thôi. Đó là một cái tốt nhất. Và đừng bao giờ bỏ cơm, thì cái điều đó thì nó không bao giờ nên. Thì Dũng nghĩ là gạo là một cái nguồn dinh dưỡng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Nếu như chúng ta vận động, ăn đúng cách và ăn đầy đủ dinh dưỡng để mà mình có sức khỏe, để mình tập để mình có được cái cơ thể khỏe. Ai cũng nói một cái câu là như thế này: tôi không có thời gian. Thật sự các bạn cứ nhìn đi, tất cả những người, Dũng không nói xa, Dũng chỉ đưa một cái thí dụ điển hình thôi. Chẳng hạn như là
những vị lãnh tụ nước ngoài chẳng hạn như là ông Putin hay là Obama, thì chúng nó không xa đâu, thì họ bao nhiêu việc, nhưng mà mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hay là những 2-3 ngày họ sẽ dành một thời gian để mà họ tập thể thao. Và Dũng nói về ngành giải trí của Dũng đi, thí dụ như chẳng hạn như là những diễn viên, cho dù người ta làm việc cái cỡ nào chăng nữa, cái thời gian tập gym của người ta lúc nào cũng là hàng đầu, và đi đâu người ta cũng chọn một cái phương án là cũng có phòng gym đi theo, hoặc là khách sạn đó có thể có phòng gym để người ta tập luyện trước khi mà người ta ra phim trường để mà người ta thực hiện cái công việc của mình. Gia đình, con cái sẽ chiếm hết thời gian của mình. Nhưng Dũng nghĩ là trong một tuần thì chúng ta vẫn còn 2-3 ngày đúng không nào? Chẳng hạn như ngày thứ bảy, chủ nhật. Thí dụ như buổi sáng thì chúng ta có thể đưa các cháu đi chơi rồi đâu đó, thì buổi chiều thì từ 5 giờ tới 7 giờ thì khoảng thời gian đó chúng ta có thể tập được rồi đó. Dũng nghĩ là chỉ cần một tuần chúng ta bước vào phòng gym 3 ngày thôi thì chúng ta có thể giữ được. Chúng ta tập chúng ta sẽ quen, chỉ cần chúng ta dùng cái ý chí một chút xíu. Chúng ta chỉ cần biết mình sắp đặt cái kế hoạch của mình như thế này là mình sẽ làm được thôi. Cái bản năng trong con người của chúng ta đúng không nào? Tại vì chúng ta làm gì chúng ta phải có động lực. Thì bây giờ các bạn hãy dựa vào một người nào đó đi. Thí dụ như hôm đó Dũng vào phòng gym gì, Dũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Dũng sẽ nhìn quanh cái phòng gym, Dũng sẽ tìm một cái đối tượng nào đó, người ta là con gái, người ta nhỏ, người ta tập đẹp như thế, hoặc là người ta tập có cơ múi đẹp như vậy. Đấy là cái động lực để mà mình có thể mình tập trong hoàn thành một cái buổi đó. Trước khi mình làm, bắt đầu mình phải suy nghĩ, mình phải chọn một cái gì đó để mình tạo một cái động lực để mà mình ấy, cũng như các bạn chưa bao giờ tập gym, các bạn chưa bao giờ bước tới phòng gym, hay là các bạn chưa bao giờ làm một cái gì trong cuộc đời mình đó, thì mình hãy thử làm một lần đi. Bước vào phòng gym, chịu đau khoảng chừng một tuần lễ thôi. Sau một tuần lễ thì các bạn cứ tự đứng trước gương, wow, sao tự nhiên cái phần bụng của mình nó xẹp đi ta, đùi mình nó mông mình căng lên, thì đó, tự nhiên bắt đầu nó là cái động lực tiếp theo để mà mình có thể là trở thành một cái người mà đẹp. Và bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi, thì Dũng xin chào tạm biệt tất cả khán giả thân thương của Dũng nhé. Và Dũng hy vọng là Dũng sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực từ các bạn, chẳng hạn như là các bạn nói là các bạn đã đi tập gym, các bạn đã sắm cho mình rất là nhiều bộ đồ thể thao để chuẩn bị khoe được cái body của mình trong một ngày gần xa, chẳng hạn như các bạn đi chơi chẳng hạn, và các bạn có một cái sức khỏe tốt. Đó là cái cách mà Dũng muốn chia sẻ đến các bạn, và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn một ngày không xa với những cái ý kiến của các bạn là sẽ giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn nhé. Tốt đẹp có nghĩa là theo cái hướng là mình sẽ khỏe hơn nè, gia đình mình hạnh phúc hơn. Xin chào các bạn nhé.